Ngày 6 tháng 7, đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện, dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác cấp ủy 6 tháng đầu năm, đánh giá 1 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 tại xã Đồng Lương. Sau khi thông qua các báo cáo và tổ chức thảo luận, đưa ra các giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện đã phát biểu chỉ đạo và chúc mừng đánh giá cao sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã và ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của xã Đồng Lương. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đó là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm đến chất lượng trong phát triển đảng viên, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các thôn bản nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt. Cấp ủy chính quyền xã cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện trong công tác quy hoạch đất đai, quan tâm xây dựng, chỉnh trang nhà ở, vườn tược, cơ quan, nhà văn hóa, sáng, xanh, sạch, đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, chú trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xác định những cây trồng vật nuôi chủ lực của xã, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm, từng giai đoạn và đặc biệt là giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra các vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm về ma túy, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực để ổn định đời sống nhân dân, xây dựng xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.